Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thôn Nữ Cà Mau. Hôm nay thì là ngày 2 tháng 7 thì hôm nay Linh đang có mặt tại thị trấn Cái Nước. Thì Linh đi ra ngoài cái chỗ tiệm sửa xe này để đặt cho cái cô Liên, mà cái trường hợp cô Liên mà bị bệnh á, một chiếc xe để cô đẩy đi lượm ve chai ông bà cô chú. Thì bây giờ thì mình vô trong để mình gặp cái chú thợ này để coi thử cái giá mà làm chiếc xe là bao nhiêu tiền. Chú. Dạ. Rồi. Thì con đặt chiếc xe phải không? Dạ, thì đặt chiếc xe để đi đẩy lượm ve chai chú. Rồi, để con rồi, gửi rồi, hình rồi, cho chú rồi. Coi. Rồi. Thì cái xe này là mình định làm là cái chiều dài là nhiêu chú? Bề ngang 8 tấc. Bề ngang 8 tấc. Dài 1 thước. Dài 1 thước. Thì cái nó cũng giống giống như vậy nè chú. Để cho cô đi đẩy á. Tại vì lúc đầu là định cho cô một cái chiếc xe mà đẩy trước mình có chiếc đạp luôn á cho cô đạp. Rồi. Nhưng mà cô nói vậy thì cô đạp không nổi. Ừ, chiếc xe mà có đạp nặng lắm. Đẩy chứ đẩy rồi rồi. Nên là bây giờ làm cho cô cái chiếc giống vậy. Mà theo cái chiều dài đó. Kích cỡ rồi chú nói cái đi. Kích cỡ cái chiều dài 1 mét cái gì? Bề chiều ngang là 8 tấc. Dài nè. Chiều dài là 1 mét. Dài 1 mét nè, ngang 8 tấc nè. Dạ. Rồi. Rồi như vậy thì ông ăn nhiêu tiền? Rồi. Bây giờ tổng cái này đó là sắt 2 bánh. Là chiếc xe nó sẽ có 2 bánh bự như 1 bánh nhỏ đằng đúng sau. Rồi, đúng rồi, phải có cái cốt gan mà nó nặng là nặng 2 cái bánh đó. Dạ. Bị trong 2 cái bánh là nhỏ cả ruột luôn. Dạ. Mỗi một bên là 2 bạc đạn nữa. Dạ. Là tổng là 4 cái bạc đạn nữa. Nó trong cái bánh đó, nó nặng nhất là cái bánh đó. Rồi bây giờ vậy nè, cái sắt á là 300 ngàn nè. Dạ. Hai cái bánh mỗi một bên là 500 ngàn nè. Là 1 triệu. Rồi cái cốt ngang cái bánh từ bên này qua kia đó. À, là cái cây nó văng ngang. Ừ, cái sắt đó, cái sắt mình đẩy phải không? Vậy không, cái sắt ở dưới á. Sắt ở dưới. Ở dưới đó lụi hai cái bánh á. Dạ. Sắt bự vậy nè. Dạ. Là có cái... nặng không chú? Bắt buộc nó không có nặng gì chứ, chỉ là cái bánh nó có bạc đạn rồi đẩy chỉ nhẹ thôi. À. Nó chỉ là bắt buộc nó vừa với cái cốt đạn đó. Nó cái lỗi đó nó phải vừa với cái cốt vậy, nó chắc vậy, nó không có vụ nặng là chắc cứu nó không có nặng đâu. Chủ yếu là cái bánh xe nó tốt là nó bánh đẩy. Xe, bánh xe mình làm cho nó đạn mỏi bò cho nó nhẹ, chứ còn nhích cái đi nhích cái đi là được à. Dạ. Còn cái đoạn đó nó chắc cái bệnh chứ cái gì đâu. Dạ. Là cái đó 300 ngàn nè. Với cái bánh nhỏ hay sao nè. Dạ. Cái bánh nhỏ hay sao 200 ngàn nữa. Là tổng là 1.900.000. 900 ngàn rồi tiền công chú người ta, nếu làm bình thường chúng ta lấy 500 ngàn, nhưng mà làm từ thiện chú lấy 300 ngàn, là tổng là 2.200.000 nè. Dạ. Rồi bây giờ cái công chú đây đem đó rồi tiền cho chú tiền xăng là 100 ngàn nữa. Dạ, là đem tới chỗ đó luôn. Đem tới chỗ đó chị. Ờ, đem tới chỗ đó 100 ngàn nữa là tổng là 2.300.000. Dạ. Nãy quên cái sắt là sắt lót đây nè. Sắt lót hả? Đây là đâu cái trong cái sắt mà lót cái dĩ dưới với hai bên hông á chú. Ừ. Dạ. Phải có cái đó. Đúng rồi. Ừ, lấy cái gì đựng. Rồi là thiếu rồi phải không? Thiếu, giờ tính kỹ lại đây, giờ chú tính kỹ lại đây. Rồi bây giờ lời lỗ luôn, bây giờ 2.500.000 là ngồi bao hết trơn là xong đó. Bị sắt nãy giờ tính mà chưa có tính cái dĩ dưới này với hai bên hông. Ừ, chứ nó không có chứ bỏ đồ hồi nãy giờ là chú tính 2.350.000 là chưa có cái sắt kia. Chưa có cái rộng đó. Dạ, là bây giờ là mình sắt lót á, lót cho đều hai cũng như cái gỗ vậy đó. Đó vậy. Vậy là thiếu cái đó phải không? Thêm 150.000 nữa. Là tổng cộng là 2.500.000. 2.500.000. 2.500.000 phủ bì là xong nghiêm chỉnh hết. Dạ, là giao xe là giao xe ngay đó luôn đó. Dạ, tổng cộng chiếc xe với tiền công chở luôn là tổng cộng là 2.500.000 ông bà cô chú. 500.000. Dạ. Là giao ngay trên cầu Bầu Tròn đó. Dạ. Rồi xong rồi lắc cái số điện thoại. Mai giao ngay căn cho đó. Dạ. Là tổng cộng là chiếc xe mình sẽ tặng cho cô Liên á là tổng là 2.500.000. 2.500.000 là 2.500.000 ông bà cô chú. Ừ. Thì Linh nhận được sự hỗ trợ của anh Trung Trương là 50 đô là tương ứng với 1.100.000 mấy là Linh chưa tính, Linh quên nè ông bà cô chú. Thì Linh đã nhận được của anh Trung Trương là 50 đô nè. Còn lại thì Linh sẽ trích quỹ từ Thôn Nữ Cà Mau ra
để làm cho cô chiếc xe để cô có phương tiện đi lại ông bà cô chú. Thì bây giờ là con sẽ cọc cho chú trước 1,5 triệu ha. Ừ, đó rồi dạ. Mai lúc đó đem vô tới cái ngày đó là giao cho chú. Rồi con gửi chú trước 1 triệu tiền cọc. Dạ. Là mai tới 12 giờ trưa ha. 12 giờ. Chắc, ừ, chắc cú là đi đâu nhớ 12 giờ ngay đó là bắt đầu. Trước khi chú đi là điện. Trước khi đi là điện. Dạ, chưa ra 11 triệu rưỡi gì đó. Dạ. Ừ, là con chạy qua đi rồi chú cũng vậy. Dạ. Thì chiếc xe tới ngày mai dắt nó mới dẫn ha. Dạ. Dắt nó mới dẫn chiếc xe đó đi. Dạ, vậy rồi con cảm ơn chú. Rồi, chú rồi. Nhớ làm chắc chắc nha, tại chắc hai cứu bà nghe nó làm từ thiện tôi biết rồi. Hai mẹ con cô đó khờ lắm, không rồi, có biết sửa không có gì hết trơn á. Rồi rồi. Chắc cứu. À, dạ. Nói chung tụi tôi thì cũng đi làm từ thiện, ông giờ tôi cũng là từ thiện chút để giúp bà con. Nghe nãy giờ tôi biết rồi chứ người ta tôi lấy 500 ngàn á, làm một ngày chạy rồi lấy 500 ngàn từ trong á là vừa đó. Nãy giờ tôi cũng nghe người ta nói người ta làm ăn 500-600 thôi mà. Trời ơi, chứ đâu có 300 ngàn mà đổi tiền với hàng hết là 100 ngàn rồi, còn có 200 ngàn. Cái thiệt vậy thôi, mình bây giờ giúp bà con đó. Anh góp nhiều, anh góp ít vậy thôi chứ. Dạ, rồi em cảm ơn anh ha, rồi có gì ngày mai gặp. Rồi rồi. Vậy đi, rồi bắt đầu là làm liền á. Dạ. Giờ này ở nhà có đồ sẵn luôn hả chú? Có sẵn rồi. Dạ, vậy đi con. Dạ. Chiêm làm xe bốn bánh mà. Hồi sáng giờ hả, đi kiếm quá trời luôn, đâu có đâu. Được mấy thằng xe Honda là không được. Dạ. Ở đây chú có chỉnh xe Honda đồ để chế hả? Chiêm sửa xe bốn bánh không? Dạ. Xe tải xe bốn bánh rồi. Dạ. Rồi vậy thôi, con cảm ơn chú. Dạ. Rồi, mai gặp. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì Linh mới vừa đi đặt xe cho cô Liên xong á, thì bây giờ là đi qua tìm hiểu về cái hoàn cảnh của cô Liên kỹ hơn. Tại vì nghe cô Liên thông tin là cô Liên đang không có nước xài, nên là bây giờ Linh với chú Minh Tiến đi vô nhà chủ đất để coi cái tình hình là có phan cây nước được cho cô không, để hỗ trợ thêm cho cô một cái cây nước ông bà cô chú. Thì bây giờ là mình đi vô trong ha, cũng sắp tới nhà của chú chủ đất rồi. Dạ chú. Gặp bà nhìn hết ra luôn hả? Không biết nữa luôn. Trời ơi, là trời tới mày nói chuyện tao mới biết đó. Gặp lại bạn xưa mà không biết luôn. Nhìn ống kha luôn rồi. Qua đây gặp chú à. Cô hỏi ngày nay cũng đi qua đâu ở đây à? Có. Đi qua một lần rồi. Đi về chắc ngồi đi. Rồi đây rồi, cái gì nói. Dạ, xin mời chú ngồi. Rồi rồi nói gì đó đấy. Anh tính lên Liên Lụng nữa. Liên Khờ đó. Có gì à? Đất đó đất của em phải không? Ừ. Bây giờ nó khổ, nó không có cây nước. Nó xài nước của cái con em một bên đó. Mà nó là xài đó, rồi khi vui khi buồn đó, rồi mắc giặt đồ. Cái kiểu như là mướn gì đó mới được xài, xài nước đó mà không biết phải không, mình cũng không biết nữa. Vũ nó không rảnh. Cho nên là ý định anh muốn khoan cho nó cây nước. Mà trên phần đất em, cho nên không biết em chịu hay không. Tại vì khoan cây nước thì xài cũng lâu lâu, phải cho nó ở lâu mới khoan được. Chứ còn ví dụ 2-3 năm, 3-4 năm thì đâu khoan làm gì được. Thì nói ngay thì mấy ông chính quyền cũng hỏi nhiều lần rồi. Tôi tính con tôi nó lớn lớn chút đó, thì có khi nó phá trận vợ chỗ đó tôi làm thuộc cư cho nó ở. Rồi trời ơi, con quỷ nhỏ nó cũng ông lên bà xuống, nó khổ thì thừa nhận nó khổ dữ lắm. Chứ không phải mà nó ấy gì nó khổ dữ trời lắm. Nó với bà Năm kế bên đó, hai người nó khổ lắm, mình thừa nhận rồi. Dạ. Nhưng một điều là nó cũng âm lên bà xuống dữ trời lắm, hai người đứa cha mẹ con luôn chứ không phải là riêng nó. Rồi thì mình thấy cũng tội nghiệp. Rồi hai phần đất đó thì không biết là bà Năm cô đó là già của 100 đó không biết nó, nhưng mà 100 già con nuôi mà giờ nó bỏ bả luôn nó rồi.
Rồi bắt đầu là rồi tôi thấy vậy thôi tội nghiệp quá, cho hai người đó ở đại khục quá, mình cũng chưa xài. Tới đây thì tụi con mình lớn cũng sắp xài. Rồi bố hổm cách nay cả tháng nay đó thì chỗ khoa cũng có hỏi tôi là khoan cái nước hay nó. Rồi tôi cũng nghĩ tới thì đâu thôi khoan mẹ nó đi. Tới đâu hay thứ đó nói gì chứ mình muốn lấy lệ cũng 5-7 năm thì phải bà nó trước mắt nó vậy đi chứ giờ thấy gì nó cũng tội. Chừng nào mình vận dụng là ví dụ con tôi nữa nó lớn không có chỗ ở tôi mới cho ở đó chứ có chỗ khác thì mình cứ kệ bà nó mình cũng làm phước phải không. Bây giờ ông thấy cũng nhiều người ta đã cứu trợ rất là nhiều, mình có điều kiện thì thôi kệ bà. Thì cái gốc là gì chứ tôi tính khoan rồi bị biểu hổm ông hỏi rồi lâu rồi ông khoan hỏi nói cây nước thì sao mà ông hỏi. Ông Tống Khoa thì ông lọc cũng xin ở đâu trên mấy ông á. Đâu cũng xin đâu chén đó. Về nó khoan đó thì mong điện cho tôi. Thì tôi có hứa rồi. Người sao tôi tính rồi vậy chứ. Tôi cũng bị mình cũng thiếu quan tâm, mình lo làm không đâu để ý. Đó thì tính khoan rồi. Nhưng mà sao nghe mới nào nói hôm qua kia thì xuống dưới thì cũng nghe mấy ông gợi ý gì đó. Tôi đã tính khoan rồi thôi kệ bà nó vậy chứ mắt đâu khoan cho nó đi. Vậy là chấp nhận cho khoan phải không? Rồi mấy ổng có là mấy lần trước á thì cũng mỗi lần cất nhà rồi khoan cái nước rồi kêu tôi làm giấy tờ lần này nữa tao đã cực quá độ mà tao hiến đất tao cho mà làm đã nhiều cái phiền hà quá. Có nhiều người khác hơn em mình cứ nói nhau nói thoải mái thôi vậy thôi. Người lớn nhau mà lớn mình... nhau rồi bây giờ mình ép mình quá phải không chi cho nó cực quan thắng tôi vậy cho bắt ký tên ký bọn cái việc đó thí dụ như sau này nó gửi thai nó trục trặc cái gì đó thì nếu như tình cảm với nhau thì có thể từ đây đi đó tao cho 1-2 triệu để từ đây đi chỗ khác thí dụ vậy hoài chứ gì. Chơi vậy là tốt rồi tôi nói còn... có khi ở vậy có khi sau thì con tao lớn vậy tao lấy lại rồi đi rồi chúng tạo điều kiện cho vay kiếm cái nền đi cũng cho vài 3 triệu ví dụ tại cái đó mình làm phước chứ không phải phải không. Thí dụ cây nước đây để lại cho con tao xài thì tao cho tụi bay ướt để rồi tụi bay đi chỗ khác tụi bay sanh kế thì vậy thôi chứ bắt tao làm giấy làm tờ phải cam kết 5 năm 10 năm rồi lỡ nó có gì rồi sao tao làm được để làm chi thôi tôi bỏ không để con tôi làm không được chứ mà tội mình dữ ghê phải không. Đó như một điều là tôi ghét anh em quá không được vậy mình đi. Dạ, vậy con cảm ơn chú ha. Vậy thì cái này nếu mà con vận động được mạnh thường quân thì... Thôi ấy, vậy làm cho nó đi. Coi như không có cho hay gì nữa nha. Cho gì nữa. Vậy đó. Dạ. Rồi, vậy con cảm ơn chú ha. Con xuống dưới để con gặp cô Liên cái nữa. Dạ, để hỏi thăm tình hình cô sao. Nó lớn á. Dạ. Khi nào mà nó có chồng rồi là ví dụ như mà... Bên chồng nó không có chỗ ở hay là tôi cũng mua cái nền cái nước cho nó ở. Dạ. Mà nếu mà nó cuối cùng nó không có thì nó đăng dân thì thôi nó ở gần mình. Dạ. Tôi mới lấy thôi chứ thì nói chương trình nào cần thì cứ thì lấy. Đó, thì nếu tốt mà nếu nhưng bây giờ thì chưa. Anh nghĩ chứ anh em mình thì hiểu hết rồi. Thì đó, thì cho thì nên hiểu. Chú cũng không đối xử tệ với con thì... cháu nó đâu. Phải mà đối xử chi tôi ở cho nó cả chục năm nay là cái có gì đâu. Đó. Rồi xuống đây thấy tội nghiệp quá, lên đên vậy đó. Trời ơi, cho nghe tuổi nó không biết nữa. Vậy, như tuổi nó không biết nữa là nó có 38 tuổi à. Mẹ con 28, nó 38 à. Là gì cho mẹ con mà có 10 tuổi vậy. Dạ, vậy con cảm ơn chú ha. Nếu như mà con vận động được mạnh thường quân rồi, thì xuống khoan cây nước ha. Dạ, đi. Thì hôm nay tới đây để xin phép chú trước. Dạ, rồi con cảm ơn chú. Dạ, con đi xuống dưới con gặp cô Liên nữa. Chạy xe mà nghe nóng hực luôn á. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì Linh với chú Minh Tiến vừa từ trong nhà của chú Ba Liền đi ra. Chú Ba Liền là chủ của phần đất mà cô Liên đang sinh sống ông bà cô chú. Thì hai hôm trước là Linh có nhận được thông tin là hiện tại là cái chủ mà đang cho nước cô Liên xài á, thì hiện tại là giờ ta giận hơn nên không có cho nước xài nữa. Thì cô phải xài nước sông mà ông bà cô chú thấy là ở đây là dùng của Linh là dùng nước mặn á. Nước sông thì cực kỳ dơ và nó mặn nên hai chú làm sao mà xài được. Nên là hôm nay là Linh mới vừa đi đặt cho cô chiếc xe xong thì cũng ghé qua nhà chú Ba Liền để hỏi về cái tình hình là có thể xin chính liền để có thể mà xin xây dựng cây nước ở trên cái phần đất đó được không. Thì chú chính liền cũng nói là tại vì cái phần đất đó là cho cô Liên sinh sống cũng hơn gần cả chục năm rồi. Về cái phần đất đó thì chú bây giờ cũng chưa sử dụng thì cũng vẫn cho cô Liên tiếp tục đó ở trên phần đất đó, khi nào thì chú cần chú mới lấy lại thôi. Thì chú cũng cho phép là phan cây nước ông bà cô chú. Thì bây giờ là Linh với chú Minh Tiến sẽ đi qua để coi kỹ hơn về cái trường hợp này ha ông bà cô chú. Bây giờ thì Linh xin mời ông bà cô chú mình ghé qua thăm nhà cô Liên một lần nữa ha.
Trời ơi, té đứa ơi. Nghĩ sao tao leo lên chiếc xe vậy mà cổng, trời ơi. Quá trời quá đất. Đấy chỗ hứng nước bữa nhắc rồi, bữa nay làm thất thấp xuống được rồi này chú. Rồi coi cái máng hứng nước nè. Sao làm nữa chị vậy? Thì bỏ vậy. Rớt rồi sao làm đi. Bữa là làm bằng trang ở trên trời á. Rồi bữa nay nhắc là làm xéo xéo xuống thì làm đây là cái khạp đựng đằng này. Rồi vậy sao hứng nước? Để coi cái này cái gì? Dạ cô. Bữa nay khỏe không? Dạ. Bình khoan là bình khoan bên đây quá. Ủa đây là nước xài á hả? Muốn xăm lên rửa cá. Trời ơi, ông bà cô chú ơi, hôm bữa là còn xin nước được xài, bữa nay là hết nước rồi nên là ha, múc nước ở dưới sông lên xài. Rửa xài tay rửa cá đỡ gì đó. Dạ. Rửa cá đỡ. Rửa rồi chán lại nước nào? Mới bơm hôm giờ còn nước nè. Đâu con coi thử em mình dở ra con coi thử coi. Còn nước nè, nó giờ bơm bệnh thì mới bơm bệnh còn. Nè, nước này thì bơm nè, bữa giờ bơm rồi gọng lại để xài. Tại vì xài tiết kiệm mà. Đâu dám xài đâu, phải xài nước ở dưới sông lên ông bà cô chú, múc nước cái rửa gì cũng rửa nước này trước rồi mới chán lại hả? Nhưng mà nước cái này ở vẫn dơ đó nha. Dạ. Sao rồi, xe được chưa? Xe bữa nay đạp được chưa cô? Bây giờ nếu như đạp được rồi là gỡ cái bánh dè ra nha. Mới đạp được chứ để chị đạp không có được đâu. Dạ. Cái đó giờ chẳng qua tập thôi. Cô đạp được chưa? Xe đạp được chưa? Sao chưa gỡ bánh dè ra? Nhỏ đã đạp đi, đạp cái hơi được, nhỏ đạp rồi. Dạ là cô chưa đạp được hả? Đạp được thì gỡ bánh dè ra đi. Cái này nước hay gì? Cái này là cái phi đựng gì vậy cô? Đựng nước. Nước này cũng hôm bữa bơm rồi gọng lại hả? Trở lại cái căn nhà của cô Liên ông bà cô chú các bạn. Thì nhà cửa thì hôm trước là Linh cũng quay cho ông bà cô chú các bạn coi rồi, thì cũng không có gì. Và bữa giờ cô có làm gì thêm không? Qua đây ngồi đi cô. Dớ có sao đâu, cô ngồi đây. Đi bắt cá đi, rửa cá tiếp. Cá mà ba cho cá ăn đó. Ở đâu? Ở bên nhà Đặng á. Ba cho cá ăn rồi mày chưa cô Lâm Thê á. Ba cho cá ăn đó. Ở Đặng thuốc cá hay gì? Không thuốc, Đặng người ta làm hầm á chứ. Còn tiếp ba cho cá ăn. Dạ, cho được gỗ cá ngoài đó hả? Làm cho hầm gỗ cá ăn. Cái cô Năm này nè. Dạ. Làm tiếp ba làm bánh. Dạ. Ngồi đây Năm ơi. Dạ cô. Lấy ghế cho cô Năm ngồi đi. Nè Năm. Ngồi đây ơi. Năm đi ghế. Năm ngồi đây đi Năm. Nhà được mấy cái ghế? Được hai cái ghế hả? Nè Năm ngồi đi. Dạ được hai cái ghế chú. Nè Năm. Người có cái bàn không? Hả? Có hai ghế. Có hai ghế với hai bàn là mẹ con để dành ăn cơm á vậy. Để ăn cơm. Dạ. Miệng lỡ đã ăn tết nè. Rồi cô là ở xóm mà chung với cô này hay sao? Gần với cái nhà đây nè. Dạ. Nhà của cái quán này. À là chị gái của chú Chính Liền ở trên kia. Đó. Dạ. Nãy con mới ghé nhà chú Chính Liền rồi qua đây cô. Dạ ghé để hỏi nghe cô nói là không có nước xài á. Rồi bữa giờ phải múc nước sông lên xài thì cũng ghé hỏi chú là nếu như mà được Mạnh Thường Quân góp cho cái cây nước á thì có phan được không? Tôi kêu nó đi đẳng đó nó sách xài mà nó nói sao. Sao quá trời. Đây đẳng với cái cậu đó tới hả? Dạ, sách nước thì sao hả? Với mà người ốm yếu. Rồi bữa giờ có đi làm gì thêm không cô? Nãy chưa thấy nó tội nghiệp quá hả? À. Dạ. Đây để gì đang đi mà mua đi mổ quá cái xuồng. Thiếu bệnh gần triệu bạc chưa tiền trả đi lụm mổ. Dạ, rồi bữa giờ lụm có tiền không? Chưa có tiền. Dạ. Lụm bữa có thiếu bạc triệu bạc mua đồ nước mắm đồ gạo đồ ăn. Dạ, rồi bữa gạo nước mắm bữa cho rồi còn không? Còn cô. Dạ. Còn bữa hổm mừng á hồi cô chưa cho đó. Dạ. Đi bệnh mua triệu, thiếu một triệu bạc. Dạ. Mất mót. Lâu rồi chứ. Lâu rồi. Thôi ba gặp mà. Dạ. Thiếu. Đi lụm mũ rồi trả không mót trả. Dạ. Rồi bữa giờ lụm dư được nhiêu rồi? Chưa lụm chưa. Chưa lụm được. Có bệnh đi khám bệnh mắt nhỏ đó kìa. Ông mắt là bị bệnh gì? Cái rửa than cái văng mắt em nè chị. Rồi có sao không? Rồi đi khám tốn hết bao nhiêu tiền nữa? Có bảo hiểm thôi, tốn tiền. Dạ. Bị em bị nang bằng trứng á. Dạ. Nó là người ta nó không bự hung nên người ta không ngọt. Em cũng bị nang bằng trứng đó chị. Dạ rồi lấy giấy tờ cho em coi coi. Giờ tự nhiên lòi ra bệnh nữa. Lâu rồi mà. Dạ. Hồi bữa đâu có nói vụ bệnh hoạn này đâu con đâu biết. Em bệnh mà, em xét nghiệm á, người ta nó tính em bị ung thư rồi đó chứ. Trời ơi. Cái này là xét nghiệm để coi nhu mô bằng kích thước không to bình thường.
Dạ em chị không biết thôi. Em chị không biết thôi. Tiếng nè. Ở đây là buồng trứng là có một cái một cái khối u nhỏ nè. Rồi người bác sĩ có cho thuốc uống không? Rồi bữa giờ có uống thuốc đầy đủ không? Dạ đủ. Dạ. Mà cái này là bảo hiểm nên không có tốn tiền hả? Dạ. Vậy thì bác sĩ cho thuốc uống rồi ra uống thuốc đi để khỏe đi mình mới có sức rồi đi làm phụ cho mẹ. Dạ. Đi làm từ thiện ai không có khổ gì giúp. Dạ. Là cô ở gần đây. Dạ, đây dạ, dạ, nhà đó là tới gì? Dạ, thì thấy cô này khổ thì cũng tới luôn vậy hả? Thấy đi đặng cái tôi rủ mần cá phụ. Dạ. Cho cá tôi mua cá đúng đồ lớn. Tôi làm cho ăn thấy mẹ con rồi ăn thấy tôi nghiệp lắm. Dạ. Rồi bây giờ gì nha, nhớ nói liền để chút quên. Dạ. À, 12 giờ ngày mai. Dạ. Là con đi ra chỗ đập hai lươm đó. Dạ hai lươm. Biết mà. Chạy qua môn tôi nói lại. Đó thì coi như là lấy chiếc xe. Dạ. Lấy chiếc xe. Đặt chiếc xe rồi. Chiếc xe đẩy thì cho nó đi lượm 12 giờ thôi. Lượm đồ đó. Tính gắn chiếc xe này vô cho nó đạp rồi là con không đạp được. Thôi giờ đẩy rồi. Đẩy bây giờ làm cái đóng gì đây rồi. Thì ba bánh. Dạ đóng đóng chiếc xe ba bánh đó cô. 12 giờ lần. Nói trước là quên sao. Dạ. Dạ hồi bữa thì cho chiếc xe này để định cho là tập chạy để biết rồi mới mốt là cho một cái chiếc xe mà có thể đạp luôn á cô để đỡ ấy. Tại anh thấy đi tới đầm dơi rồi rau dừa rồi đi bộ thì nó xa quá nên là tỉnh gắn xe đạp cho nó tiện. Nhưng mà cô điện qua cô nói là hả cô sợ đạp rồi hả gây tai nạn nên là hả đẩy đi cho nó chắc. Dạ, thì thấy vậy thì con cũng sáng nay mới vừa đặt cho cô, là thông báo cho cô một tin vui nha, là sáng nay là con cũng đi đặt cho cô một cái chiếc xe đẩy, để đẩy đi lụm ve chai đó, để mình lụm được nhiều chứ cái bao đi lụm không có nhiều hết trơn á, mà đi cả ngày trời nắng nôi nhiều khi trúng nắng mà bệnh thêm nữa, không có tiền chị nữa. Dạ. Rồi nay vậy đó rồi đi qua đó đẩy về, mẹ con đẩy đồ đẩy về luôn về dài về. Dạ. Chứ hôm nay thì sẵn cũng ghé qua bên nhà chú Chính Liền á, hỏi về cái vụ mà nếu như mà Mạnh Thường Quân góp cho cái cây nước á thì có phan được không? Để con vận động thêm Mạnh Thường Quân gần xa để cố gắng là giúp cô cây nước để cho cô có cái nước sạch xài. Thì nếu như mà có cái cây nước á thì cô có vui không? Vui. Rồi có cái nước rồi mình xài được xài nước sạch là rất là vui hả cô? Vui. Dạ. Sao vậy? Sao tự nhiên khóc? Có cái nước mà. Trời ơi thôi không có sao hết trơn á. Cái này là con sẽ cố gắng vận động Mạnh Thường Quân cho cái nước xài. Trời tự nhiên khóc đó. Nó phải giặt đồ. Giặt đồ người ta mới xài nước được. Nó nói gì chứ không có phải. Để tôi nói cho chú nghe nha. Dạ. Mà cái này là dâu tôi chứ cũng không ai. Dạ. Mà đó là cũng có giặt đồ, cũng có công chuyện đồ này kia bị dâu tôi. Lâu lâu rồi qua tiếp. Qua tiếp. Dạ. Có thì qua tiếp, còn không qua thì thôi. Hôm qua nay dâu tôi đã là tôi la nãy kìa. Tôi nói bây giờ tụi bay không có nói gì chứ. Tụi bay cho anh nó được không gì mang ơn. Nó mang ơn tụi bay cái này. Dạ. Chứ tụi bay mà tụi bay nói này nói kia rồi tụi nghiệp cho nó khùng muốn chết. Dạ tại vì nhiều khi nói chuyện á rồi cô kia thì cô giận. Còn cô này thì cô không biết nên là nói vậy mít lòng. Dạ đâu có biết gì đâu. Thì như vậy đó nên là không có còn nước xài nữa không bà cô chú. Bây giờ phải xài nước ở dưới sông á. Mà nước ở dưới sông dùng mình nước mặn mà sao xài được. Thế thì nãy gọng một cái thùng nước đen xì lì luôn. Mà nước ở dưới sông á để xài. Rồi nãy giờ tôi kêu bà vợ ở sớm này người ta nói gì tụi bay cũng làm có kinh nước không? Không có đi hỏi nhà. Dạ cái này thì con chưa có biết. Cái này là con đang vận động Mạnh Thường Quân để góp cho cô. Tại vì con cũng thấy hoàn cảnh của cô như vậy rất là khó khăn. Ở đây là mình phải chủ yếu là mình phải có cái nguồn nước sạch xài trước. Để không thôi xài nước bậy dưới sông là bệnh á. Bệnh hoạn rồi tùm lum hết trơn. Tôi nói vậy đó, tôi nói bây giờ ai nói gì nói kệ mình làm thinh không đi chứ không có nói gì hết. Dạ. Để nói tới nó vui mất lòng. Dạ. Thì tại vì cô này cô bị bệnh vậy nên nhiều khi nói chuyện mình đâu biết được hai mẹ con là thấy nói chuyện nhiều khi không có đỡ nổi nên là người ta giận. Dạ. Trời ơi tuổi đó, nó không biết nhưng mà hỏi nó nhiêu nó lên nó 38 nè. Hỏi nhỏ này 28 ra trời gì mẹ con có 10 tuổi. Nó là người đó cũng khùng. Thì nhiều khi nói hoài người ta cũng giận. Dạ. Nhưng mà sớm ở sớm ở ghiền mà có gì thì cũng đừng có trả lời là anh ta này kia nói gì anh ta buồn. Dạ. Dạ nhưng mà người vậy là người ta nói là thích cãi lại lắm.
đầu cô nói à, ai gì đó nãy em nói thôi em cho chứ xuống vô cũng mừng nay thì mình đi chợ nước nè rồi lụm mũ cũng tại vì nó nói là dạ. Khi nào mà nó cần đó, mà cái việc cần thì chắc có lẽ cũng còn lâu cho nên thôi bây giờ cứ khoan. Em mới nói thôi bây giờ anh em mình làm việc hồi đó giờ biết nhau hết rồi. Cho nên ví dụ như khi mà em Út cần cho con nó ở, phải lấy lại cái này. Thì mấy đứa này nó đi thì có thể là cho nó một vài triệu gì đó để nó đi chỗ khác. Thì em Út cũng không có hẹp hòi gì đâu, mà chính liền thì em biết rồi, thì đó giờ mà. Thì vậy nữa thôi. Dạ. Trời ơi, hay đâu mà giận. Nè, ổng cho nó ở nữa. Dạ. Thì hồi nãy chú cũng nói là ở đây cũng hơn chục năm rồi phải không cô? Lâu rồi, lâu. Tôi nhớ lâu. Dạ, còn nếu như mà mình được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho cái nước thì cô có dự định là mình phan chỗ nào chưa? Cô dắt con đi ra ngoài coi cái phản sân nó có chống nhiều không để sắp xếp. Nếu như mà mình được cô mình ra mình coi thử để cho Mạnh Thường Quân ở gần xa để ông bà cô chú mình có thể là góp lại để chung tay giúp cho cô có thêm một cái nguồn nước sạch để xài. Này là cá hồi lúc nãy cô cho nó hả cô? Dạ. Dạ. Khỏe quá, cá bự con cho bự nhỏ nhỏ cho nhỏ chứ sao. Dạ. Ở đâu đây nè, chỗ dạ. Nước đó nha. Con thì chắc có lửa con chỗ này. Khoan khoan khoan, chỗ cô đứng cũng được và đi cũng được. Dạ, ở đây thì đất nó rộng nè, lỡ đây là cũng nằm ở trên phần đất của chú Chính phải không cô? Hả? Ở đây là cũng nằm trên phần đất của chú Chính liền. Còn bên đây là nhà của ai? À đất hết luôn đúng không? Cũng cho hết của đất của Hằng liền hết luôn. Dạ, đây là chú Chính liền là cho tới hình như là hai ba hộ ở đây luôn. Hộ này cũng ở bên đất nãy nè. Cái hộ dạ. Này nè, hộ mới nãy nó nói đó là cái này. À là cái cô mà cũng nghèo. Mình ơn á. Dạ, ở bên đây có cây nước không? Không luôn, mà hình sao mà người ta cho rồi mà bơm không lên. Bơm không lên rồi sao? Rồi bây giờ để đó cũng đi xài nước ké bên nhà bển qua. Dạ. Sao mà bơm không lên, tôi không biết nó đợi cái cục gì đó. Ở bên đây là cô này cũng hộ nghèo. Có mình ơn đã. Vậy là sau này nếu như mà phan cây nước cho cô thì cô phải chia cho bên đây xài nữa. Tại vì bên đây cũng không có nước xài. Cho hai bên xài. Dạ, như vậy là thấy tiện cho đôi bên. Mình phải cho hai bên xài. Dạ đúng rồi đó, chứ cô không có là không có cho cô bên đây nha. Tại vì ông bà cô chú bên đây cũng là một hộ nghèo nữa nè, cũng là ở nhờ trên phần đất của chú Chính liền. Ở đây là nhà vệ sinh của mình đó hả? Đây là nhà vệ sinh, mình sử dụng nhà vệ sinh là như thế này hả? Trời ơi, ông bà cô chú thấy không? Đây nè, đây là nhà vệ sinh sinh hoạt của cô nè. Thì cái này là mình đi tiêu, đi tiểu là ở đây hết. Rồi xong rồi múc nước ở dưới đây lên xài, để rửa chén rồi xả lại luôn. Đó, ông bà cô chú thấy cái nguồn nước nó bị ô nhiễm như vậy là xài nước xong luôn. Rồi ở đây là hứng nước mưa hả cô? Hứng nước mưa. Nhưng mà bây giờ là đang mùa nắng rồi, đâu có nước đâu. Dạ. Dạ, thì cái này là hoàn cảnh cũng vô cùng khó khăn đặc biệt. Thì nếu như mà mình hỗ trợ được cây nước cho cô á, thì là cũng một công đôi chuyện không bà cô chú. Thì cô có thể chia sẻ cho cái hộ kế bên nữa. Thì theo Linh được biết thì hộ kế bên cũng là một cái hộ mà nghèo á, thì cũng đang ở ké trên phần đất của chú Chính liền. Thì nếu như mà mình phan được cây nước ở đây là mình sẽ giúp được hai hộ luôn bà cô chú các bạn. Rồi, dạ. Rồi bây giờ mình đi vô trong ha. Hôm nay thì con chỉ tới khảo sát để cho Mạnh Thường Quân gần xa biết về cái trường hợp của cô sâu hơn thôi. Tại vì hôm bữa là cô nói cô sách xài rồi, nên là con cũng không có hỏi kỹ. Bữa nay thì tới nghe cô nói là không có nước xài thì mới tới lại hỏi kỹ hơn. Dạ. Dạ. Bây giờ tụi em là chủ yếu mục tiêu là cho thành câu chứ không cho con cá được. Dạ chứ nếu mà mình cho 5-10 kg gạo thì cho hoài ăn cũng hết à. Cái này cũng phải để xài lâu dài về sau đó cô. Với thứ hai nữa là cho chiếc xe để có thể là tự mình để đi lụm đó để tạo ra cái thu nhập. Chứ cái này hả là hả Mạnh Thường Quân cũng không đâu giúp mình được hoài đâu. Thì giúp cái gì mà cần và giúp cái gì nó chính thôi. Dạ. Dạ. Thì bữa hôm qua nói đi mừng cỏ rồi, chiều cô có đi mừng cỏ không? Chiều hết tiền. Bà nói hết tiền. Hết tiền rồi không mướn mừng rồi không mừng luôn. Không mướn luôn. Chiều nay hay sáng mai lại mặn bạc. Dạ. Thì ở đây là bà con hả cũng sống nhờ vuông, nhiều khi cái mùa này vuông ai cũng thất hết trơn nên người ta cũng đâu có cho đâu có hỗ trợ được nhiều đâu. Rồi vậy là xong rồi đúng không chú Minh Tiến? Xong rồi. Vậy là ngày mai là 12 giờ là chị là chị biết đạp xe đúng không? Dạ. Là chở mẹ đi được chưa? Tại vì em có cái tập này, con... tập hơi chưa biết chị không? Vậy rồi sao ngày mai đi ra ngoài? Dạ đi bộ ngoài bộ. Đâu có đi bộ mới để về được chứ không? Dạ. Vậy ngày mai là hai mẹ con đi ra ngoài kia để nhận chiếc xe trước ha. Dạ. Coi như là mình cũng như mình khởi hành luôn.
Rồi. Rồi có cái nón đội không? Có nón lá đội không? Chứ nghe nói là hồi bữa nghe cái chị bên kia nói là trời nắng vậy mà đi đâu trần khơi 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 vậy là trúng nắng bệnh chết. Có hậu có nón cũng không động luôn. Phải đội nón lên trời cho đựng nắng nha. Còn đen còn trắng nó không có muốn đi. Nghe, nghe cái thằng bán vé số và cho đập giá ngự á. Thì bữa đó kể lại cái vụ này nè. Kể vụ mà đòi một hai mua chiếc xe đạp. Người ta thấy con nghèo khổ, người ta bớt bán 500 mà bớt còn 300. Mà tưởng sao chiếc xe gãy cổ. Mà một hai đòi à, mua chiếc xe đó không mua khóc. Của ai vậy Liên? Cái cô ngoài kia. Trời ai mà bán nó đâu. Cuối cùng mới chở đi mua chiếc xe mới này nè. Mà nói đi mua xe mới không chịu đó. Cái ra ngoài học. Ra ngoài học vậy cái thằng đó là trời ơi có khi gì. Nó lụm cho đã rồi cái nó bỏ đi luôn à. Ừ, lượm nguyên bọc gì nè trong cái bao đó rồi cái tới cơn hay gì cái không nhớ cái bỏ luôn như không mà ngày đó cái là qua hai ba ngày sau cái đi ra thì người ta lấy mất rồi cái thằng bán vé số nó nói vậy đó tôi dặn hoài tôi nói bây giờ ai nói kệ mày làm kinh dạ nhưng mà tại vì nhiều khi nắng quá rồi không có kiềm chế lại được cũng lên cơn rồi vậy thôi chú cháu mình đi cha mẹ quấn nó đầu có thể xe ghẻ đâu con coi cây con xin phép hằng coi cái thẹo coi cái này nha dạ hồi đó là cô nói là do là bị cha ghẻ đánh nên là cái đầu có thẹo là bị mớp vô một bên ông bà cô chú bị mớp vô nên là hả nhiều khi cô cũng nhiều khi quên hay sao cô quên không biết dạ rồi vậy ngày mai là 12 giờ trưa đi ra ngoài rồi cái này là mình được Mạnh Thường Quân góp cho chiếc xe dạ dạ rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân rồi dạ vậy thì còn vấn đề cây nước là về là con sẽ kêu gọi ông bà cô chú nào Mạnh Thường Quân ở gần xa góp vô để ủng hộ cho cô ha thì trường hợp của cô ông bà cô chú cũng thấy rồi đó đây là lần thứ hai Linh tới đây thì cũng báo thứ nhất là báo cho cô một cái tin vui là cô được Mạnh Thường Quân góp tặng cho một cái chiếc xe để làm cái phương tiện đi lụm ve chai ha giống như là đi khởi nghiệp đó rồi cũng khảo sát luôn cái phần mà để xây cây nước cho cô ông bà cô chú thì bây giờ là Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video này đây, tại đây ha hẹn gặp lại quý ông bà cô chú nè các bạn các em nhỏ vào cái video tiếp theo ha hy vọng là lần sau Linh tới thì sẽ mang được cái tin vui cho cô là sẽ xây dựng cái cây nước cho cô dạ Linh xin cảm ơn quý ông bà cô chú các bạn mình đã xem cái video này tới đây dạ bye bye mọi người dạ đây là kế bên nhà cô Liên cũng là một hộ khó khăn cũng ở đậu trên phần đất của chú Chánh á sẵn thì Linh cũng mua một phần quà nè bao gồm là 10 kg gạo dầu ăn nước mắm nước đường ghé vô thăm cô luôn hay không bà cô chú các bạn cô này thì già lớn tuổi rồi cái này là thuộc diện là neo đơn nè đây nhà tình thương dạ con chào cô cô là sống ở đây mình hả cái cửa này là bị sắp sức hả hả cái bữa bữa ăn kia mận sao sức kia không biết sao mà kỳ vậy hả vậy này nè chim lại con ăn có được vậy đừng đợi đảo chút đi dạ rồi chắc báo chị như thế này nè nói chung là bữa nay thì tụi em đi lên chỗ nhà chú Chính liền để hỏi chú Chính là cho tụi em khoan cây nước cho chỗ bé Liên bên đây. Gần nghe chú Chính nó nói là hoàn cảnh của chị cũng khổ lắm tại vì có thằng con nuôi mà thằng con nuôi bây giờ nó đi đâu mất tiêu rồi lâu lâu mới được là bà con dòng họ gửi tiền về cho 1-2 triệu gì đó để xài để sống cho nên nghe cái tình hình đó thì hôm nay Minh Tiến với Cẩm Linh có mua phần quà đến đây để tặng chị ăn Lý Thảo với Minh Tiến với Cẩm Linh. Hồi sáng nó hỏi chính điện ở đâu đấy em? Tự chỉ nó phải không? Đó đó đó. Nàng vô hỏi ví dụ nàng khoan cho. Tính là nàng quen nó gì ai biết. Vậy là ngồi chơi đó.
Rồi hôm nay vậy con với chú Minh Tiến á, ghé qua thăm cô như vậy á. Thì hình như là nghe nói là cô cũng có cây nước mà cây nước bị hư nên là không có xài được. Cô cũng đi xách nước ở chỗ khác hả cô? Thì hôm nay con cũng tới bên nhà cô Liên cái bên này nè, khảo sát để kêu gọi vận động mạnh thường quân xây cho cô Liên cây nước á. Nếu như mà xin được cái cây nước á thì con cũng nói với cô biết luôn là nếu như mà xây được cho cô Liên á, thì con cũng có nói với bên cô Liên là sẽ hỗ trợ cho cô là xách nước xài để hai bên mình chia ra mình xài á cô. Dạ, thì nếu như mà tới đó thì xài có tốn tiền điện gì đó thì mình chia ra. Dạ. Rồi, vậy con ghé thăm cô, tặng cho mình một cái phần quà vậy á. Dạ. Cảm ơn nhiều ha. Dạ, rồi con xin phép cô, con đi ha. Dạ. Cô năm nay là bao nhiêu tuổi? 74 tuổi rồi. 74 tuổi, cô tên gì? Lai Thị Hoa. Dạ, Lai Thị Hoa. Dạ rồi, con chào cô Hoa, con đi ha. Tại vì sẵn chuyến rồi con ghé thăm cô, tại vì cũng mới biết hoàn cảnh cô là neo đơn rồi khó khăn. Dạ, cũng từ chú chính liền mà mới biết. Vậy đó. Dạ, rồi vậy thôi. Hỏi mấy chị có biết tính bà con hỏi gì đâu không? Dạ. Rồi. Cảm ơn. Dạ, rồi con đi ha cô. Dạ, con chào cô.